giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tự quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm tập 24 Các vị bằng hữu xin chào mọi người Phía trước đã nói đến Ăn uống như thế nào để được khỏe mạnh Những tri thức này của tôi Có được cũng là nhờ vận dụng rất nhiều thứ Mà những vị học giả này Đã thâm nhập nghiên cứu cả một đời Họ đã tích lũy lại được những kinh nghiệm này Trong đó một vị ảnh hưởng nhiều nhất mà tôi đã nói với các vị đó là tiến sĩ lôi cũ nam Vì tiến sĩ họ lôi này bà là một tiến sĩ hóa học chuyên môn nghiên cứu về ung thư bà làm việc trong bệnh viện ung bướu một thời gian và đã phát hiện ra một sự việc đó là tỷ lệ người bệnh tử vong đã tiếp nhận qua việc trị liệu và người không được trị liệu là xem xem nhau vì tỷ lệ tử vong là như nhau thì có cần tiếp tục sử dụng điều trị nữa không vẫn cứu chữa à các vị sao mà có lương tâm đến như vậy hy vọng con cái của các vị về sau có thể làm bác sĩ làm bác sĩ thì quan trọng nhất là gì là y đức các vị bằng hữu đức là gốc có một vị trưởng giả khi ông nói đến đoạn này ông nói cái xã hội này cái gì cũng đã vậy rồi có một thứ lại không hề vậy đó là thiếu đạo đức cho nên hiện tại cả nền giáo dục gọi là giáo dục thiếu đạo đức câu nói này của ông chân thật là rất hớm hỉnh vậy sau khi chúng ta cười xong thì hãy bắt đầu từ chính mình mà làm mau mau tìm cái đức trở lại thầy mà vô đức thì sẽ như thế nào tôi có một lần đi đến trường cảnh sát để diễn giảng mà những cảnh sát này đều không phải là mới tốt nghiệp cũng không phải là học sinh trong trường đều là những người đã phục vụ trong xã hội được một thời gian rồi tôi thấy rất nhiều người đeo huy hiệu trên vai đều là những chức vị lớn Hôm đó đến tham dự cũng gần 200 người, tôi đến làm buổi diễn giảng với họ. Họ người nào cũng rất là khỏe mạnh cường tráng, không ai ốm yếu như tôi. Kết quả khi vừa bước vào, hôm đó là buổi tối, họ bước vào nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt. Họ nói tối rồi mà cũng đến lớp sao? Các vị bạn hữu, nếu các vị gặp phải trường hợp này thì các vị có cần phải nói hay không? việc học vấn của chúng ta quan trọng nhất chính là không bị ngoại cảnh lay chuyển họ vì sao lại hung hăng với bạn như vậy bởi vì họ không hiểu không thể trách họ nhưng mà chúng tôi phải dùng tâm chân thành của mình có thể lợi dụng cơ hội của một buổi tối này để đưa ra một số khải thị cho cuộc đời của họ đây là bổn phận của chúng tôi đối với họ chúng ta nói gặp nhau là đã có duyên khi họ đều đã ngồi xung xuôi Tôi liền nghĩ đến việc Đến nhà người ta thì phải hòa nhập với gia đình người ta Cho nên nhất định phải tán tháng họ Cho nên khi bắt đầu Họ cũng rất lễ nghi và nói nghiêm Cái khí thế lúc đó khiến ai cũng phải giật mình Sau đó còn chào tôi nữa Giờ lúc này tôi liền nhấc chân phải lên Và rơi chân một cái đứng nghiêm với họ Họ nhìn thấy tôi cũng ra dễ hiểu lễ nghi Tiếp theo tôi nói xin chào các sếp Họ giống là vẻ mặt rất khó coi Liền trở nên rất thân thiết Cho nên chúng ta nói chuyện đời từng trải Như văn chương Đến chỗ của người ta phải cho người ta sự công nhận Phải tôn trọng người ta Bạn kính người ta một phần Người ta kính bạn ba phần Cho nên sau đó vẻ mặt của họ đã thay đổi Mới bắt đầu vào giảng Thì họ còn nói cười rơm rã Nhưng sau đó mỗi câu nói Đều có đạo lý mật thiết Với cuộc đời và việc giáo dục con cái của họ Thế là tất cả im phăng phát Lắng nghe rất là chăm chú Và lại có lúc còn rơi cả nước mắt Vì cảm động Bao gồm những lúc nói đến hiếu đạo Nhìn thấy thái độ của họ Mà chúng tôi rất cảm động Cho nên giống khi mới bắt đầu rất nhiều người đã kiến nghị với tôi mà nói sự ô nhiễm trong ngành cảnh sát rất nghiêm trọng anh có thể giảng được một tiếng đồng hồ thì đã hay lắm rồi giảng xong một giờ đồng hồ thì nhất định phải nghỉ một chút họ vốn là kiến nghị với tôi như vậy nhưng mà khi tôi giảng đột nhiên sâu sắc phát giác ra mỗi người đều có cái tâm hiếu thiện hiếu đức chỉ là chúng ta có đủ tâm chân thành để có thể thức tỉnh cái tâm này của họ hay không Vấn đề là vẫn ở chúng ta Không phải ở họ Cho nên tôi đã nói với các vị bằng hữu này Tôi nói một cái xã hội nếu muốn có thể an định Nhân tâm Phải có thể không quan mang Lo sợ Thì nhờ có ba ngành nghề tối quan trọng Thứ nhất là Thầy cô Khi thầy cô không có đạo đức Thì tất cả phụ huynh đều phải lo lắng khi tôi diễn giảng ở lô giang nói đến đêm ngày thứ ba buổi tối tôi đi ra ngoài tản bộ gặp được hai vị thầy của trường sư phạm để về hưu trường sư phạm này chuyên đào tạo những đối tượng là giáo viên về sau sẽ dạy mẫu giáo kết quả là hai vị thầy này nhìn thấy tôi họ liền muốn quỳ xuống Tôi liền mau chóng kéo họ trở dậy Tôi bị họ làm giật cả mình Nhưng mà tôi có thể trực tiếp Bởi vì cái động tác đó của họ vừa thực hiện Thì nước mắt tôi đã rơi Tôi cảm nhận được bi thiết đó của họ Họ nói thầy Thái à Chúng tôi đã dạy ra những học trò này Mà đạo đức của chúng rất là bại hoại Làm sao để mà dạy con trẻ chứ Thầy hãy cứu những vị giáo viên trong tương lai này họ nói hiện tại thầy cô nhận quà cáp rất nhiều rất nhiều nhưng mà chúng ta có thể trách những thầy cô này hay không có thể trách hay không không thể trách học viện giáo dục của chúng ta trọng điểm là ở đâu vậy có nhấn mạnh đức hạnh của thầy cô hay không có nhấn mạnh nhưng mà không phải là chủ yếu nhất thế là nhấn mạnh nhất là kỹ xảo mà trọng trách là một người thầy chân thật thì ở đâu không phải việc bạn dạy chúng chữ này viết chữ như thế nào không phải là việc bạn dạy chúng từ này đặt câu như thế nào mà là ở truyền đạo thọ nghiệp giải hoạt Nghĩa là truyền thụ cái đạo làm người xử sự để cả đời đứa trẻ Có thể đỉnh thiên lập địa Đây mới là chức trách quan trọng nhất của người thầy Kỳ thực Có rất nhiều người lựa chọn công việc Giáo viên Thì họ đều có cái tâm như vậy Vấn đề chỉ là cái tâm ấy Muốn được tiếp tục duy trì kéo dài Muốn tiếp tục nhiệt tình Để có thể kéo dài về sau thì cần phải thông qua sự dẫn dắt và quân tập của những giáo viên tốt thì mới được cho nên tôi cũng rất là hy vọng có được cơ hội đi đến những trường sư phạm để mà diễn giảng để cho những vị thầy cô đã có một số kinh nghiệm này của chúng tôi có thể thành tựu được sự chuẩn mực cho những giáo viên này cả cuộc đời dạy học giáo dục cần phải coi trọng luân lý cần phải truyền thừa những kinh nghiệm quý báu này. Cho nên vừa nãy nói tôi khởi cái ý niệm này thì lần này đi đến sáng đầu đi diễn giảng trong trường đại học đã ở tại đại học cùng với gần 300 nghiên cứu sinh. Là một buổi diễn giảng về văn hóa và cuộc đời. Chúng tôi cũng tin là sẽ có càng nhiều hơn nữa những vị giáo viên có thể đi theo con đường phát quy dân hóa truyền thống Thức tỉnh sư đạo Tôn nghiêm Sư đạo không thể đoạn dứt được Sư đạo mà đoạn dứt Thì học vấn của Thánh Hiện Sẽ không có ai truyền nữa Vì thế mà ngành nghề thứ nhất này Vô cùng quan trọng Là giáo viên Có được thầy cô tốt Thì phụ huynh mới yên tâm Ngành nghề thứ hai là bác sĩ Bác sĩ nếu như thiếu đạo đức Thì bệnh nhân sẽ lo lắng không yên Trước khi đến bệnh viện Thì tâm tình người bệnh Đã suy sụp Mất rồi Giả như gặp phải bác sĩ không có y đức gì thì họ sẽ thật là đau khổ Mà rất nhiều bệnh viện có thể Họ sẽ nói danh số năm nay của chúng ta phải phấn đấu Đạt 200 triệu Hay là năm trăm triệu bệnh viện thì có thể nói chuyện doanh thu được không có thể hay không thiên chức của y bác sĩ là gì vậy là cứu nhân tế thế là giúp cho con người tránh khỏi sự đau đớn doanh số của họ càng cao thì đại biểu cho điều gì là người khám bệnh càng ngày càng nhiều cho nên bác sĩ gì sao đều phải khiến cho ta nhìn thấy trở thành một việc vui mừng nhất. cho nên đức rất là quan trọng. chúng tôi nhớ lại bác sĩ của mười mấy năm gì trước. tôi có một vị bằng hữu cũng là giáo viên trong trung tâm của chúng tôi. anh ấy nói cha của anh ấy khám bệnh cho người ta thì không thu tiền khám, người ta thích đưa bao nhiêu thì đưa. Bởi vì họ sống ở các lâm vùng Đông Bắc Thời tiết vô cùng lạnh lẽo Chỉ cần người ta có nhu cầu Dù trời băng đất tuyết Thì ông cũng sẽ đi đến nơi đó Vì vậy bà vị giáo viên này Bây giờ đi hoàng dương dân hóa Một cách toàn tâm toàn ý Buổi sáng 4 giờ đã thức dậy nghe kinh Nghe đến 6 giờ 6 giờ thì dù dàng đi đến trường Làm người đầu tiên đến lớp Để làm gương cho học trò Buổi tối trở về thì cố định học tập 1 giờ đồng hồ mỗi ngày ba giờ đồng hồ đó thật sự là một nghị lực anh nói không nghe được giáo lý thánh hiện cuộc đời mấy mươi năm đen tối hiện tại đã có chút ánh sáng không chỉ soi rọi chính mình mà còn soi rọi cho rất nhiều học trò rất nhiều bạn bè vì thế mà anh ấy đã có được cái động lực này mà một người đối với người khác có tâm nhân từ như vậy Đối với văn hóa có sứ mệnh cảm như vậy Căn nguyên vẫn là ở hiếu đạo Anh từ nhỏ đã nhìn thấy Cha mẹ có thể làm lợi ích cho người khác một cách vô điều kiện như vậy Cho nên đã dung trồng cho anh bản tánh thiện lương này Tôi còn nhớ có một lần anh nói gì mẹ của anh Cha anh là thầy thuốc anh nói về người mẹ của mình Anh nói buổi chiều anh dậy xong trở về nhà Mẹ anh vừa mới nấu xong cho anh một tô bánh bột mì nóng hổi Khi chuẩn bị ăn thì có một người đang rất đói đến gõ cửa Mẹ của anh không nói lời nào Đã bưng tô bánh bột mì của anh đem cho người đó ăn Cho nên khi người làm cha mẹ chúng ta Dùng tâm trí thành để giúp đỡ người khác thì đã trồng cho nhân cách cuộc đời chúng ta Cái thiện căn sâu gì nhất Cả đời nhận không hết lợi ích Cho nên thầy thuốc bác sĩ Trong lịch sử chúng ta Đã có những danh y Đều là người có tấm lòng nhân hậu Cứu người khổ nạn cho nên các vị bằng hữu y học trong tương lai tin rằng trung y sẽ dần dần được nâng tầm bởi vì y thuật cứu chữa bệnh trạng đã đi đến một cái nút thắt mà trung y nâng tầm cũng không phải tự nhiên mà được nâng lên cũng không phải bạn ở đó chỉ vỗ tay mà nó nâng tầm lên cao mà là cần phải có người chân thật có sự thâm nhập văn hóa để kế thừa tiếp nối cho nên con cái các vị chỉ cần có thể thâm nhập văn hóa truyền thống thì có thể hoàn dương y học một người bác sĩ tốt thì có thể an được biết bao nhiêu nhân tâm của con người điều này thật sự là không có cách nào để tính đếm có thể cứu được biết bao gia đình một người cha giả sử bị bệnh nguy kịch mà không thể cứu chữa được thì có thể sẽ khiến cho vận mệnh của một gia đình thay đổi rất lớn cho nên bởi vì sao mà người xưa tôn kính nhất là nghề y và nghề giáo bởi vì người làm bác sĩ người làm thầy niệm niệm đều là nghĩ cách giúp đỡ người khác thành tựu học trò hai ngành nghề này đặc biệt là quan trọng loại ngành nghề thứ ba là cảnh sát mỗi một người khi đến đối diện trước mặt người cảnh sát thì tâm tình như thế nào họ có thể đang đối diện với tình trạng nguy cấp nào đó trong cuộc đời tâm tình vô cùng khủng hoảng vào lúc này nếu như cảnh sát là người thiếu đạo đức thì họ cũng sẽ giống như rơi vào trong dược thẩm tối tâm cảm thấy là kêu trời trời không hay kêu đất đất không biết họ sẽ cảm thấy xã hội này không còn sự ấm áp nào nữa không có chính nghĩa nữa rồi nếu như vào lúc này mà người nhân viên cảnh sát bày tỏ thái độ vì nhân dân phục vụ toàn tâm toàn ý Giúp nhân dân giải quyết vấn đề Vì thì một đời của họ Sẽ mang ân đội đức Tôi đã nói với các vị cảnh sát này Mỗi một người đến mà các vị toàn tâm toàn ý giúp đỡ họ Thì nhân tâm của chúng ta Đã được nâng lên một tầm cao rồi Thậm chí là đối với một phạm nhân nào bạn dùng tâm chân thành để dỗ dai của họ Để nói câu làm người thì phải hiếu thảo Không nên để cha mẹ lo lắng như vậy có thể cái dỗ dai mà câu nói đó của bạn Đã đánh thức được lương tri của họ Bởi vì công việc này Cũng vô cùng quan trọng Đương nhiên Con người nếu muốn làm cho tốt công việc của mình Trước tiên nhất định phải chăm lo tốt cho gia đình Cho nên trong quá trình Chúng tôi cũng đã nói đến vợ chồng Nói đến vấn đề giáo dục con cái Đã nói đến 9 giờ tối tôi nói thưa các sếp hôm nay chúng ta nói đến đây là kết thúc kết quả là rất nhiều người đồng thanh nói anh đừng xuống hãy nói tiếp đi tôi ngồi ở đó cũng không biết phải làm sao mới được sau đó tôi đã đưa ra sự thỏa thuận tôi nói tôi nghĩ là lưu đức hoa biểu diễn thì mới bị yêu cầu hát thêm nữa ai ngờ diễn giảng mà cũng có yêu cầu nói thêm nữa thế là vì lãnh đạo Vì cán bộ này liền nói Hay là thêm nửa tiếng nữa Đến 9 giờ rưỡi đi Sau đó tôi đã nói thêm nửa tiếng đồng hồ Sau khi nói xong Thì tôi đã thể hội được cảm giác của Lưu Đức Hoa Là cảm giác gì vậy? Nhiều người đàn ông cao to như vậy Quay quanh bạn để xin chữ ký Thật vậy Mỗi một người đều có bản tính rất chân thành Đều có thể gọi cho thức tỉnh Sau đó còn có người đem một số vấn đề Trong gia đình Chỉ mới gặp tôi lần đầu Mà đã nói ra hết Rất chân thành Muốn thảo luận với tôi Chúng tôi nhìn thấy cũng rất là cảm động Nhưng mà nhìn thấy cũng cảm nhận được Các gia đình hiện tại Đích thực là đều có một quyển kinh khó đọc cuộc đời Tuyệt đối không phải là một gián cờ tốt Dành cho bạn Công phu chân thật của đời người giá trị là ở chỗ nào vậy? Đó là bạn có một gián cờ không hề dễ đi chút nào Nhưng bạn lại có thể làm cho sống động đầy màu sắc Trong mỗi bước cờ Gọi là Con người xưa nay Ai chẳng chết Hãy để lòng son Chiếu sự sanh dùng sự chân thành của mình để chiếu rọi những người có duyên ở bên cạnh. Cho nên ba loại ngành nghề này không thể được thiếu đạo đức. Vì tiến sĩ tên là lôi Củ nam này vô cùng có đạo đức lương tri. Cho nên bà biết được, rốt cuộc đây không phải là phương pháp có thể thật sự giải quyết được ung thư. Vì vậy bà liền đầu nghiên cứu đến thức ăn, nghiên cứu ảnh hưởng của tâm lý đối với sức khỏe Vì vậy sách mà bà xuất bản ra Trong đó đều có ba phương diện là Thân, tâm, linh Ba thứ trong một thể Người ta thường nói Song phương cùng tiến hành Bà thì tam phương Cùng tiến hành Chỉ một quyển sách nhỏ Mà đã bộc lộ được kinh nghiệm Mấy mươi năm trong cuộc đời của bà Cho nên học về sức khỏe Thì tiến sĩ Lôi Cửu Nam Là một người khổng lồ Mà chỉ cần đứng trên vai của người này Thì có thể thòi dụng được từ những kinh nghiệm này Giả lại bà cũng sẽ Không đến trước cửa nhà bạn để lấy tiền bởi vì một người mà đối với những tri thức này Vì sao lại có được cái tầm nhìn cao như vậy Động lực của họ là ở đâu nếu chỉ vì danh, chỉ vì lợi Thì tầm nhìn của họ không thể nào được cao như vậy Đều là nhờ vào cái tâm vô tư như vậy Hy vọng có thể cứu giãn được thân tâm Và sức khỏe cho người khác Thì họ mới có được cái tầm nhìn cao xa đến như vậy Cho nên Học bất kỳ một thứ gì Chỉ cần chịu thọ giáo Chịu tiếp nhận kinh nghiệm của người khác Thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức chúng ta vừa mới nói đến trong các quan niệm lý giải được hiện tại vấn đề sức khỏe là nằm ở dư thừa dinh dưỡng cho nên hiện tại thì phải suy nghĩ đến làm sao để cân bằng dinh dưỡng mà ngay cả việc bảo vệ sức khỏe thì cũng không thể tách rời những tư tưởng triết học rất quan trọng gọi là trung dung chi đạo quá nhiều thì dư thừa dinh dưỡng không đủ thì dinh dược không tốt Vì vậy vẫn là phải tuân theo trung dung chi đạo Vừa mới nhắc đến protein Chỉ cần 40 gram đến 60 gram là đủ Mà trong thức ăn Trong các loại thức ăn chay Thì đã có lượng protein rất là phong phú Khi chúng ta ăn quá nhiều protein tính động vật Mà một khi protein này bị dư thừa thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng càng nặng nề hơn ảnh hưởng như thế nào gì protein là tính axit cơ thể chúng ta là tính kiềm yếu cơ thể là một công xưởng hóa học rất lớn khi thân thể bạn vốn phải là tính kiềm yếu bây giờ lại biến thành tính axit thì cũng giống như đem các cơ quan nội tạng của bạn ngâm vào trong dung dịch axit vậy vì vậy mà về lâu dài nội tạng của bạn sẽ suy kiệt vì vậy mà hiện tại các cơ quan nội tạng con người đều sớm có vấn đề bởi vì bạn để chúng ở trong tình trạng bị axit trong thời gian dài thể chất mang tính axit có một câu nói là thể chất mang tính axit là nguồn gốc của dạng bệnh tật. Câu nói này không phải là tùy tiện nói. Bởi vì thể chất của bạn axit hóa rồi, cơ thể của bạn sẽ khởi động một quy trình để bảo vệ sức khỏe. Bởi vì nó cần phải trung hòa axit và kiềm, dần dần khiến cho cơ thể của bạn biến thành tính kiềm yếu. Trong khi đó, bạn vẫn không ăn những thức ăn mang tính kiềm. Mà thức ăn mang tính kiềm Thì rau củ quả là nhiều nhất Nhưng bạn không ăn cho nên Nó đành phải lấy những vật chất mang tính kiềm Sẵn có trên thân thể Để mà trung hòa những thứ mang tính axit Lấy từ đâu vậy? Trong cơ thể chúng ta Thành phần có tính kiềm nhiều nhất Chính là canxi Là canxi Mà bộ phận nhiều canxi nhất là xương Thế là xương của bạn cần phải tiết bớt canxi ra Để trung hòa tính axit. Một khi canxi được tiết ra rồi Vậy thì xương của bạn sẽ như thế nào? Là mắc chứng bệnh loãng xương Rất nhiều trường hợp hiện nay đều không phải là ngẫu nhiên Chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý của đó nếu không thì tất cả mọi người đều chỉ xét ở kết quả Nói rằng người hiện tại thường hay mắc chứng loãng xương Giống như là việc bóc thăm gì Như vậy thì không đúng Một khi phải tiết ra canxi thì xương của bạn sẽ xốp đi Sẽ xốp đi Cho nên rất nhiều người đi khám Người 30 tuổi mà xương giống như người 50, 60 tuổi gì Rất nhiều người già bởi vì xương bị loãng có thể họ chỉ cần hắt hơi một cái thôi Thì cũng có thể dẫn đến là nghỉ xương Là chết Người già sẽ nhất là gì? Sợ nhất là gãy xương Sau khi gãy xương thì tuổi thọ không còn bao lâu nữa Mà hiện tại tình trạng chất lượng xương con người ngày càng đi xuống Vì sao vậy? Vì thức ăn Có xu hướng axit Người hiện nay rất là thích ăn thịt Tiếp theo chúng ta hãy xem Khi tôi dạy học Bữa cơm trưa của trường học Có bốn món Hai món là rau, hai món là thịt Kết quả là Hai món rau sau mỗi bữa Đều ăn chưa được một nửa Các món thịt như là đùi gà Bọn trẻ cứ ăn như là hùm, như hổ Đến sau cùng chỉ còn như hai ba miếng bởi vì ăn thời gian dài nên đã mất cân bằng đều nghiêng về tính axit chúng ta hãy xem xét việc ăn thịt đối với sức khỏe không tốt ở chỗ nào ăn thịt sẽ ăn luôn rất nhiều độc tố một trong số đó là độc vô hình thế nào là độc tố vô hình vậy khi động vật bị giết mổ thì tinh thần của nó như thế nào khi con người đối diện với cái chết thì tâm tình sẽ như thế nào hoảng sợ tột cùng tất cả các tuyến bài tiết trên cơ thể sẽ có hiện tượng bài tiết và sản sinh ra một lượng lớn các độc tố Vì vậy các vị bằng hữu xin hỏi Sau mỗi lần nổi giận Thì các vị có cảm thấy tinh thần sảng khoái Thể lực dồi dào hay không Vì sau khi nổi giận thì cảm thấy trong lòng người như thế nào Là tứ chi mệt mỏi Bởi vì cơn giận dữ Vừa nổi lên thì độc tố liền được tiết ra Mà đồng vật khi bị đem ra giết mổ Thì đó chính là lúc nó phẫn nộ nhất Đây là độc tố vô hình vậy chúng ta hãy xem những độc tố vô hình này những con gà những con heo này chúng hiện tại được nuôi nhốt trong môi trường vô cùng tồi tệ chúng ta nhìn thấy người ta nuôi gà một con gà thì có được không gian bao lớn gì bao lớn ngay cả nhúng nhích cũng không thể ngay cả cổ cũng bị hạn chế lại bởi vì sợi chúng sẽ mổ nhau Thế là cái mỏ cũng bị cắt luôn Mỗi ngày chúng phải chen chút khó khăn như vậy Tâm trạng của chúng có tốt hay không Tâm trạng của chúng từ lúc sinh ra Cho đến lúc bị giết Đều không tốt Vì gì mà độc tố trong thịt của chúng sẽ đặc biệt nhiều Bởi vì bị nhúc chung với nhau Cho nên một con bị bệnh Thì Chết hết cả chuồng Thì tổn thất sẽ rất lớn Thế là phải phun thuốc sát trùng Những loại thuốc sát trùng này phun vào người của chúng có phải không? Tiếp đến bởi vì con người ăn số lượng rất nhiều Chúng lại lớn không kịp Một con gà phải nuôi trong bao lâu vậy? Hiện tại thì bao lâu? Dường như là từ 28 đến 30 ngày Thì một con gà có thể xuất chuồng rồi Làm như thế nào vậy? Là dùng hormone Vì sợ chúng bệnh cho nên chích kháng sinh cho chúng cho nên chúng ta ăn chúng thì có nghĩa là ăn hóc môn ăn thuốc kháng sinh ăn thuốc sát trùng vì thế dù là heo hay là bò hay là gà cũng vậy nếu ăn một lượng lớn các loại ngũ cốc đem làm thức ăn chăn nuôi đã bị phun một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật bởi vì cần một lượng lớn thức ăn đi cung cấp cho gia súc ăn vì thế mà có một báo cáo nghiên cứu một người chỉ ăn thịt Một người ăn đậu trứng uống sữa Và một người là ăn theo chế độ ăn chay Tỷ lệ thuốc bảo vệ thực vật Tích trong cơ thể của ba người này Lần lượt là 15 năm một Người ăn thịt cơ thể tích tụ Thuốc bảo vệ thực vật Gấp 15 lần Người ăn chay Vì sao vậy? vì họ ăn những loại thịt đó mà những con vật đó lại đều ăn một lượng lớn ngũ cốc này hết thảy đều tích tụ vào trong bao tử của chúng cho nên việc ăn thịt đích thực là không hề có lợi cho sức khỏe của chúng ta việc này đáng để cho chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ người xưa nhấn mạnh nhất là Đạo Pháp tự nhiên Kỳ thực chúng ta hãy suy nghĩ một chút Con người rốt cuộc thì thích hợp ăn cái gì nhất Chúng ta xét từ trên mặt kết cấu sinh lý Thì những động vật ăn thịt răng có chúng như thế nào Sẽ có răng nanh Thậm chí là rất dài Mọi người đã xem qua răng nanh Của các loài thú dữ sắc bén cỡ nào hay chưa Chúng dùng để làm gì vậy Là để cắn xé từng miếng thịt một Vậy thì răng của chúng ta Có giống như vậy hay không? Không có Bộ răng của chúng ta quan trọng nhất chính là răng hàm Là để nghiền thức ăn Giống như Loại kết cấu răng của bò dê Nhưng để nghiền thức ăn một cách từ từ Vậy thứ nhất Thì răng của chúng ta Là theo chủ nghĩa ăn chay Mặt kết cấu sinh lý thứ hai Là ruột chúng ta dài gấp Bảy lần chiều dài xương cột sống Còn tất cả những động vật ăn thịt thì ruột của chúng rất là ngắn chỉ gấp ba lần chiều dài xương sống vì sao lại như vậy bởi vì động vật ăn thịt chỉ toàn ăn thịt mà thịt thì rất nhanh bị hỏng thối cho nên ruột của chúng rất là ngắn chỉ dài gấp ba xương cột sống để chúng có thể nhanh chóng thải bỏ thịt này ra ngoài nếu không thì ruột sẽ bị hỏng Mà con người thì có ruột dài gấp 7 lần xương sống Giống như những động vật ăn chay Bạn xem ruột non dài đến như vậy Mà những loại thịt chúng ta ăn này rất dễ bị thối rửa Bởi vì ăn vào thì phải mấy ngày sau mới ra Vì thế mà hiện tại có rất nhiều người bị bệnh đường ruột Dựa vào tình trạng của ruột Thì thấy rằng chúng ta thích hợp ăn chay hơn Tiếp đến là chúng ta xem sự phản ứng trực tiếp Giống như hôm nay bạn đi đến công viên Cửu Long Đúng lúc đó bạn nhìn thấy Có một cây đào Lại có một cây táo Đúng lúc Chúng đang có quả Ra trái rất ngọt Bên cạnh là nhìn thấy có một con gà Nhìn thấy có con vịt Cái gì nhìn thấy cái tình cảnh này thì các vị sẽ hái đào Bạn thì hái táo Hay là sẽ bắt Con gà đó để ăn Các vị bằng hữu Mọi người sẽ như thế nào vậy Đây gọi là phản ứng tự nhiên Đây chính là trạng thái tự nhiên nhất của bạn Tôi cũng tin chắc rằng con hổ sẽ không dễ lên mà dù lấy trái đào Chúng sẽ nhảy bổ vào Mà dù lấy con gà Vì thế rất nhiều mặt Đã ấn chứng rằng Con người chúng ta đích thực Trong tình trạng tự nhiên Là thích hợp với việc ăn chay Mà một người ăn chay Không những ảnh hưởng chính mình Mà còn ảnh hưởng cả đại tự nhiên Chúng ta có một câu nói Rút một cọng dây Động cả khu rừng như thế nào vậy bởi vì nếu như chúng ta ăn thịt chúng ta cần phải trồng thật nhiều bắp trồng rất nhiều cốc loại để nuôi những con heo bò gà vịt này vì muốn trồng lượng lớn ngũ cốc xin hỏi phải làm thế nào phải cần có nơi trồng có đúng không thế là cần phải chặt bỏ đi một khu rừng nào đó con người ăn thịt càng nhiều thì rừng bị chặt đốn càng nhiều khi rừng bị chặt bỏ hết rồi rừng cũng giống như lá phổi của địa cầu vậy lá phổi này chức năng ngày càng kém đi vậy thì có thể lọc được không khí trong sạch hay không không thể cho nên chúng ta phải bảo vệ lá phổi địa cầu này của chúng ta không thể để cho chúng tiếp tục bị chặt đốn nữa vì thế bạn xem Sau khi rừng bị chặt đốn đi Thì sẽ ra những vấn đề gì Xuất hiện hiệu ứng nhà kính Trong một thành phố Chỉ cần có cây cối Thì nhiệt độ của nó sẽ không đẩy lên quá cao Bởi vì một cái đại thụ Có thể tương đương với quy lực Của mấy mươi cái máy lạnh Thứ nhất là Chặt rừng Hiệu ứng nhà kính bắt đầu sanh ra Bởi vì khí CO2 không có cách nào Để chuyển hóa thành khí oxy Thế là khí CO2 lại càng nhiều Mà nhiều thì nhiệt độ lại lên cao Nhiệt độ trái đất mà tăng lên Băng ở Nam Cực Bắc Cực sẽ tan ra Bạn xem Rút một cọng dây mà động đến cả khu rừng Bởi vì bắt đầu tan chảy cho nên rất nhiều Lời tiên đoán là Những đảo quốc đều có khả năng bị nhấn chìm mất vì vậy hiệu ứng nhà kính rất đáng sợ chúng ta phải chú ý hiện nay vì sao mà có nhiều vụ lỡ núi như vậy nhiều vụ lỡ đất như vậy vấn đề là ở đâu có cây thì mới có thể giữ được đất chỉ có cây mới có thể giữ được nguồn nước to lớn tại vì sao mà rất nhiều ngọn núi nguyên sinh chúng có những dòng suối chảy không ngừng bởi vì rất nhiều nước mưa đã được rễ cây giữ trở lại sau đó từ từ rỉ trở ra cho nên những thiên tai hiện nay đều có mối liên quan trực tiếp tới việc chặt phá rừng miền bắc chúng ta vừa rồi bị một trận bão bụi vì này cũng có mối quan hệ với việc chặt rừng Chúng ta phải bảo vệ lá phổi của mình Không thể tiếp tục diệt chặt phá rừng nguyên sinh nữa Trở lại khi chúng ta chăn nuôi Một lượng lớn gia súc gia cầm Gia súc chúng không những là Cần một lượng thức ăn lớn Mà mỗi ngày chúng còn thải ra một lượng thức thải rất lớn Mà các loại chất thải của chúng sẽ chảy về đâu Chảy ra sông ra suối Những loại hóc môn chất kháng sinh Rất nhiều những loại độc tố này hết thảy đều Chảy ra sông ngòi cả Mà sông ngòi thì chảy ra đi đâu? Ra biển Thế là Rất nhiều người nói tôi không ăn thịt Vậy tôi có thể ăn cá hay không? Hiện tại các nhà khoa học đã phát hiện ra Ngay cả Nam Bắc Cực cũng có một số kim loại nặng hàm chứa một số chất gây ung thư nếu việc ăn thịt ảnh hưởng đến vấn đề cây cối và cả vấn đề sông ngòi tính nghiêm trọng của nó thì bạn cũng không thể nào tưởng tượng ra được chỉ tính riêng khu vực nước mỹ mà thôi thì một năm lượng phân mà gia súc thảy ra cũng đã vượt qua hơn một trăm nghìn tấn con người mà trực tiếp ăn ngũ cốc chỉ ăn chay một năm bạn chỉ cần ăn 200 kg Nhưng nếu bạn ăn thịt Thì bạn cần phải đem 800 kg ngũ cốc để cho gia súc ăn Cho nên thật sự bà nói là bạn đang làm hao tổn tài nguyên của cả địa cầu Hao tổn một cách trực tiếp Cho nên các nhà khoa học nói gõ địa cầu này khả năng nhiều nhất Giả như chúng ta vẫn không có hành động nào cải thiện đối với môi trường đại tự nhiên thì có thể trong 50 đến 100 năm nữa Trên địa cầu này sẽ có rất nhiều nơi con người không thể sống Bởi vì nhu cầu về lượng thịt rất lớn Mà ngũ cốc thì lại đem chăn nuôi Thế là giá bán ngũ cốc sẽ ngày càng tăng Một khi giá ngũ cốc tăng lên Thì 15% số người nghèo trên thế giới này Sẽ không thể mua được lương thực để ăn Các vị bằng hữu Mỗi ngày trên thế giới này Có 40 đến 50 nghìn người chết đói Khi chúng ta khởi động lối sống ăn chay Vì thì bạn là một người làm công tác bảo vệ môi trường rồi Khi bạn hưởng ứng việc ăn chay Thì chính là bạn đã cứu sống được Những người sắp chết đói Không nên để cho giá cả lương thực trên địa cầu Tiếp tục tăng lên thêm nữa Cho nên chúng ta làm người Thì phải làm sao cho có đủ tư cách Không thể làm người bạc như Thiếu tư cách được Tôi thường hay nói qua địa cầu này Chỉ cần có một loài động vật bị tiêu diệt Thì tất cả những loài động vật còn lại Sẽ mở hội ăn mừng Dù mở hội suốt 7 ngày Chúng cũng cảm thấy chưa đủ vì đó là loài động vật nào vậy là con người ồ sao các vị đều biết hay vậy có một con số xin đưa ra cho mọi người làm tham khảo các nhà khoa học thống kê mười ngàn năm trước cứ mỗi một trăm năm thì có một loài bị tiệt chủng một ngàn năm trước cứ mỗi mười năm thì có một loài bị tiêu diệt một trăm năm trước thì cứ mỗi năm lại có một loài bị tiệt chủng hai mươi năm trước đây cứ mỗi một năm thì có năm trăm loài bị tiệt diệt năm năm trước đây cứ mỗi một năm thì có 10.000 loài bị tiệt diệt Các gì bằng hữu Thấy có đáng sợ hay không? Thật là đáng sợ Mỗi một năm có 10.000 loài bị tiệt diệt Trong khi 10.000 năm trước Thì cứ mỗi 100 năm mới có một loài Cho nên lịch sử kể từ khi có nhân loại xuất hiện cho đến nay Người tạo ra tai họa lớn nhất cho dạng vật chính là chúng ta Cho nên chúng ta đã bị tất cả các loài khác trách mắng rất thê thảm Cái gì có nghe thấy chúng đang trách mắt chúng ta hay không? Không nghe thấy à? Chúng mắng lớn như vậy mà cũng không nghe Không những là những loài động vật này Mà tất cả cây cối cũng đang mắng chúng ta Con cháu đời sau của chúng ta cũng sẽ mắng chúng ta Tôi thường nói Từ khi chúng ta có lịch sử đến nay đã được mấy nghìn năm xưa nay cũng không có thế hệ nào bị con cháu đời sau mắng cả chỉ duy nhất có một thế hệ con người là bị con cháu đời sau mắng là thế hệ nào gì các vị có nghe thấy con cháu đời sau đang mắng chúng ta hay không chúng ta làm người phải nên nhìn xa thấy trước chúng sẽ lớn tiếng mà chửi bới rằng ngay cả đạo lý làm người cũng không truyền thừa lại cho chúng hại chúng phải hồ đồ cả cuộc đời ngay cả không khí trong lành cũng không có được hại chúng còn trẻ như vậy mà đã bị bệnh phổi rồi rồi cả đất đai cũng không để lại cho chúng thuốc nông dược mà cứ xịt đến nỗi không trồng trọt được nữa cả nước cũng không thể uống đã làm ô nhiễm mọi thứ một cách nghiêm trọng ngay cả tầng ozone mà cũng bị làm thủng chúng còn bị cả bệnh da cái gì xem có thấy chúng đang mắng chúng ta vậy hay không biết sai thì có thể sửa kể từ khi có lịch sử 4 năm nghìn năm đến nay người làm cha mẹ xưa đây chưa hề nghĩ qua việc muốn hại con cháu chỉ có suy nghĩ làm sao để thành tựu cho con cháu cái gì bằng hữu, vì sao mà hiện nay lại khiến địa cầu ra nông nổi này vậy? Bởi vì con người hiện nay không có suy nghĩ cho con cháu. trong giá trị quan về thành công của con người hiện tại, đều chỉ là vì sự vui hưởng niềm vui nhất thời. bởi vậy mà thái độ vì sự thành công đã sai lệch đi rồi. sự thành công của đời người đó là phải thành tựu chính mình, không phải thành tựu người khác cho nên lão tổ tông trong quyển đại học đã có giáo huấn hoa khổng lồ phu tử câu nói đầu tiên của ngài là đại học chi đạo một con người có học vấn chân thật là nằm ở đâu tại minh minh đức hiểu rõ bản thân mình vốn có bản tính thiện lương để mà khai phá nó chuyện minh thứ nhất chính là phải khai mở tánh đức của chính mình đây là nói đến việc thành tựu chính mình tiếp đến là thành tựu người khác tại thân dân lại đến thân dân phải khiến cho cuộc đời con người cậu nhật tân nhật nhật tân hữu nhật tân chúng ta phải khiến cho ngày tháng sau này của con cháu ngày một tốt đẹp hơn làm gì có chuyện người làm cha mẹ lại nói tôi muốn cho con cái của tôi sau này có cuộc sống tệ hại hơn chứ nhưng vì chúng ta chưa học đến câu minh minh đức nên càng không thể đi giúp đỡ người khác cho nên Lão Tổ Tông nói Tam Tài Giả Thiên Địa Nhân Chúng ta và trời đất đồng đẳng việc gì? Giang vật có ba thứ tôn quý nhất Là trời, đất và con người Hiện tại bạn đứng cùng với trời đất Thì có cảm thấy sắp đứng không được nữa rồi hay không? Cảm thấy có điều hổ thẹn ở trong trung dung có nói phải nên tận nhân chi tánh chúng ta phải tận hết bổn phận con người của mình sau đó mới năng tận vật chi tánh và có thể đi thể hội được tính cần thiết được của dạng vật năng tận vật chi tánh tắc năng tán thiên địa chi hóa dục con người trong cuộc đời này là phải làm ra được cái đức của trời đất diễn ra được lợi ích nhân loại lợi ích cho dạng vật cho nên mạnh tự đói Thân thân Nhi nhân dân Nhân dân nhi ái vật Cho nên chúng ta là phải đi thành tựu dạng vật Chứ không phải là khiến cho dạng vật bị quỷ diệt Chúng ta phải có cái khí thế làm người như vậy Vì thì phải từ tư tưởng, quan niệm, học tập chính xác mà bắt đầu từ thái độ học tập ăn uống chính xác Mà bắt đầu Từ học tập Lối sống bảo vệ môi trường Hoàn cảnh sống Mà bắt đầu Cho nên bảo vệ môi trường Tuyệt đối không thể chỉ là Một khẩu hiệu Có một vị bằng hữu Sau khi nghe những lời Giảng về sức khỏe này xong Cô cảm thấy rất tốt cho nên sau khi trở về thì cô nói với chồng của mình cô nói từ nay trở đi em sẽ bắt đầu không nấu thịt cá cho anh ăn nữa chắc như đinh đóng cột rất là có quyết tâm có được hay không khi cô vừa quả quyết như vậy thì chồng của cô cũng không chịu tỏ ra yếu kém kết quả là sau khi cô làm được một tuần thì vô cùng thối chí Đi đến văn phòng tìm tôi Nói giận đùng đùng tuôn ra một tràng Những nỗi khổ chất chứa Tôi cũng đợi cho cô nói cho xong hết Cô ấy nói xong thì sẽ dễ chịu hơn một chút Chúng ta phải thuận theo nhân tình thế thái Cô nói chồng của tôi thật sự không thể uống nắn, Vì muốn tốt cho anh mà anh không lấy làm cảm kích Sau khi nói xong tôi liền nhìn cô Tôi nói Nếu như chồng chị ngoại tình Thì chị là người chịu trách nhiệm Cô liền ngẩn người ra Cô có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ ăn ủi cô một vài câu Cô ngẩn người ra Làm sao lại như vậy chứ Tôi nói tiếp nếu chồng của chị mà bị cao huyết áp Thì chị phải chịu trách nhiệm Con cái của chị nếu không được cha quan tâm Thì chị cũng phải chịu trách nhiệm Cô vừa nghe xong thấy rất là uất ức Tiếp theo tôi nói với cô Xin hỏi là chồng của chị hiện tại có ăn thịt cá hay không? Cô ấy nói có có vẻ như ăn còn nhiều hơn lúc trước. Tôi nói chị vì sức khỏe của anh mà bảo anh đừng ăn thịt, vậy bây giờ chị đã đạt được mục đích hay chưa? Cô ấy nói vẫn chưa đạt được. Tôi nói đúng rồi, chị không phải là đã hoàn toàn ngược lại với mục đích của chị rồi hay sao? Phải thận tư, phải suy nghĩ cẩn thận. Trong quá trình làm việc thì bạn không thể quên đi dự tính ban đầu, không thể quên đi mục tiêu của mình cũng không thể đi được nửa đường thì lại làm việc theo cảm tính hành động cảm tính nhất thời sẽ làm ra những việc khiến cho mình phải hối hận cho nên khuyên bảo người khác thì cũng phải theo đạo pháp tự nhiên cũng phải biết suy nghĩ mọi mặt cho người ta thì bạn mới có thể làm ra được những cách mà khiến cho người ta tiếp nhận chứ không phải là áp đặt người khác vì vậy tại sao mà những người xung quanh chúng ta rất nhiều người không chịu tiếp nhận lời khuyên gì không tiếp nhận sự kiến nghị của chúng ta bởi vì chúng ta là những người có thái độ chỉ biết áp đặt người khác tiếp theo tôi lại nói với cô ấy tôi nói chồng của chị sẽ chỉ biết đi ăn ở ngoài thức ăn bên ngoài vừa nhiều dầu nhiều muối có thể chị ăn vài tháng thì huyết áp lại tăng lại nữa anh chồng mỗi ngày đều cứ đi ra bên ngoài ăn uống đúng lúc gặp phải bạn bè mời đi nhà hàng lại có các cô gái ngồi bên cạnh đến lúc đó anh có ngoại tình thì có phải là chị chịu trách nhiệm hay không tiếp theo lại nói với chị người ta thì ba trở về nhà ăn cơm tối bây giờ ba ba không có ở nhà con của chị ngày ngày đều không thấy cha đâu hết vậy thì tình cảm cha con cũng đã bị phá hoại rồi cô sau khi nghe xong thì cảm thấy vừa uất ức vừa hổ thẹn Người bạn này rất biết tiếp nhận Sau đó tôi liền nói Làm việc thì phải tiến hành từng bước một Chị hãy nói với anh Tức là nói với chồng của chị Anh à Sức khỏe của anh là hạnh phúc của đời em Quy lực mạnh nhất của người phụ nữ là gì Cái gì đều không biết à Vì sao tôi lại biết chứ Quy lực mạnh nhất chính là sự dịu dàng Chị hãy nói với anh như vậy Hạnh phúc cả đời của em và các con hiện tại đang phụ thuộc vào sức khỏe của anh. Anh mà nghe thấy có lẽ sẽ ngẩn cao ưỡng ngực. Chị hãy chậm chậm mà nói với anh ấy việc ăn những loại thức ăn này thì có hại như thế nào. Chúng ta nên ăn ít một chút. Chị không nên bảo người ta phải lập tức ngưng không được ăn. Có mấy ai mà làm được như vậy chứ? Cho nên khi bạn làm thì phải áp dụng vào ở chỗ vô hình Tuần sau đó có thể từ 3 đĩa mà giảm còn 2 đĩa Sau đó lại từ từ biến thành một đĩa Không nên đi theo vết xa đổ nữa Và lại một điểm rất quan trọng nữa đó là Chị hãy lập tức đi học một khóa nấu ăn chay Chứ không phải thì anh chồng của chị nhất định là sẽ rất đau khổ Phải luôn biết suy nghĩ cho họ Sau này biết đâu chính họ lại nói ăn chay cũng rất tốt, cũng rất ngon Người việc làm ra những công phu đó Cũng nên thường xuyên đưa chồng của chị đến ăn cơm cùng với chúng tôi Anh nhìn thấy sẽ nói Ồ thì ra có nhiều người ăn chay đến như vậy Trung tâm của chúng tôi đều có rất nhiều thầy cô nhiệt tình đến nấu cơm Và lại cũng nấu rất ngon Cho nên một khi chồng của chị mà ăn cơm cùng chúng tôi Thì có thể lúc đó sẽ nói là đồ ăn rất ngon Nếu tuần tự mà tiếng như vậy Thì ai cũng có thể tiếp nhận được Cho nên sau đó chồng của chị cũng đã ăn chay rồi chúng ta phải biết cách thiện xảo phương tiện không thể áp đặt người khác phải biết thận tư cẩn thận suy nghĩ vì vậy mà các vị đừng có trở về rồi trước mặt chồng mà dỗ bạc một cái rồi nói từ đã vì sao việc dạy dỗ con cái và việc nên ăn uống như thế nào thì đều phải nghe theo tôi bởi vì tôi đã tham dự lớp của thầy thái rồi nếu mà nói như vậy thì tôi sẽ không dám đến hồng kông nữa đâu Tôi sợ lúc đó mà đi ngoài đường sẽ có người nói Anh có phải là thầy Thái hay không Chắc tôi sẽ nói với họ là không phải tôi đâu Được rồi Bài giảng hôm nay chúng ta chỉ đã đến đây thôi Xin cảm ơn mọi người No.